Em thấy nghề dọn vườn cho bên Mỹ cũng ngon. Cái nghề đó nghề chặt bụp. Cái nghề đó đâu có sướng bằng nghề của Ti Nguyễn đâu. Đúng không quý vị? Nè, nghề dọn vườn nè, nghề sửa nhà nè. Nó với nghề của ông John Phạm nè. Nghề bưng nè. Mấy đó nghề tôi dùng từ Việt Nam cho bạn vui vui là nghề chặt bụp. Tức là làm gì ta? Giống như làm túc tắc qua ngày đoạn tháng kiếm tiền xong thôi á. Thì mà chịu khó làm hoài thì cũng bền vững, nhưng mà phúc lợi nó không có. Cái sự đảm bảo nó không có. Tức là như ông Ti Phạm ông làm đó là cứ bốn chục giờ tuần 1 giờ 20 đô là nó cứ vậy ổn định, tăng ca tính thêm không tăng ca đó thấp nhất, còn mấy kia IQ thì làm còn giá tùy quyết định luôn. Ví dụ em đang làm giá em dọn giường đó 50 đô, cái ăn mễ qua nó bỏ giá 40 làm giường ngon hơn hả? Ngon chỗ nào bạn phân tích đi bạn, chứ tôi khoái nghề của ông kia ngon hơn á. Ông nghề ông kia nó đã sao á, lái xe đồng phục làm trong công ty lớn, đi nhận thư đồ vui mà. Cái chuyện ở bên Mỹ đó ngồi là ngồi xe giống như xe thương 16 chỗ nha, xe xe hơi á chứ không phải là xe máy đâu má. Chứ má tưởng tượng đâu, ở Việt Nam ông ngồi xe máy rồi giữa trời nắng trời mưa đưa phong thư đến từng nhà, ôi cuộc đời bác thật là vĩ đại. Làm vườn ngon hơn anh, ra cắt lá cây quét lá bậy bạ cho thiên nhiên mát lành, ánh nắng chói chang thật là phiêu lình. Đây là góc nhìn của anh Tân Trần. Thầy nghĩ sao thầy? Góc nhìn là góc nhìn ruộng. Sao ruộng thầy? Giờ kiểu mình có mối quen thì mình làm nó cũng bền người vững ta nói thiệt chứ. á, má trong túi có 10.000 mà ứ chứng minh được, thằng trong túi có 5.000 xã hội công nhận, thằng này mốt mua nhà khó hơn thằng kia tôi chắc chắn luôn á. Cái này các bạn khỏi kể đi. Giờ quay qua vấn đề làm vườn nha, với vấn đề làm shipper nha. Thí dụ bây giờ á, ông này ông nói là gì, ổng làm vườn, ổng nhận khách quen rồi xong ổng đi mướn mấy Mexican, ổng nói nha, tôi nói nha các bạn, đi mướn mấy Mexican làm nó xong ông ăn tiền lời bóc lột bọn kia. Ủa, thứ nhất là tư duy, là tư duy nô lệ, tư duy xã hội bóc lột người, là cái thứ hai nữa, cách làm của ổng là cách làm underground, kêu là kinh tế ngầm mà các bạn, nó không có danh chánh ngôn thuận bản nghề kia. Rồi sau này ổng đi mua nhà, ổng chứng minh được ra địch. Ví dụ ra địch của ổng này chắc là chừng 500. Ra địch của thằng cha làm UBS kia được là 700. Ví dụ thôi. Ổng đi mua nhà chắc chắn lãi suất sẽ cao hơn cha kia là xiền. Rồi chưa kể về năm dài tháng rộng đồ này nọ kia. Mốt ông già rồi, nghề của ông không có gì gọi là bền vững hết á. Cái nghề của ông cũng không có gì gọi là insurance suốt đời hết á. Nhưng mà nghề của ông Khứa kia insurance suốt đời, đúng chưa? Rồi xong rồi nghề của ông về già ông làm gì? Lương hưu đâu ông sống ông nội? Lúc đó cùng lắm chính phủ cho ông tiền người già tháng 800 hết cửa, đúng không? Còn ông kia lương hưu có thể ở 5.000, 6.000, 7.000, ai biết được cuộc đời về sau của ổng. Tôi không cần nói lương hưu của ổng 6-7.000, lương hưu của ổng chỉ cần 4.000 thôi ổng ngon hơn ông rồi. Thì bởi vì tôi mới nói cái ông này là cái tư duy, tức là đồng tiền kiếm bạn thì kiếm bằng mọi cách. Nhưng mà ông so sánh như vậy tôi thấy ông là tư duy ruộng, ok? Nó không phải underground boss, mình không làm người gì W2 là gì, mà là 199 là gì. Từ 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 mình nói làm sao cái chỗ này làm sao, tức là mày đi mày làm lụi hay là mày mở company luôn? Ô, mày mở company luôn mày chết chỗ này nè. Tức là nó mở company luôn á, thì bây giờ nó chơi chiêu là trả phải đúng lương cơ bản tư ban, là nó mướn Mexican đúng không? Ồ, nó mướn Mexican làm một ngày 8 tiếng, nó phải trả lương bèo nhất 15 đô một giờ. Rồi xong rồi đó, phần còn dư lại là mình lăn tay, ví dụ vậy. Ô, mà nhưng mà khi mà nó mướn Mexican đó, Mexican nó phải hợp pháp nữa. Đâu mày thử mướn Mexican không hợp pháp coi, nói chung là cuộc đời của mày nó tự lừa luôn, nó tắt tự lừa chỗ hết. Mày mướn Mexican bất hợp pháp cũng chết, trả lương của nó mà lăn tay cũng chết. Rồi chưa kể trong quá trình làm nó xảy ra rớp lầm, mày chặt chết bạ cây của người ta hay gì mày điếc điếc nghe tiếng Anh ngu, nó kêu tỉa nhánh tỉa lá thôi, mày đốn nguyên cây đi, nó đưa mày ra tòa hoặc là mày đền tiền cũng chết. Mày hiểu ý tôi nói không? Tức là đó là gì? Đó là những cái nghề mà theo tôi nói dùng cái chữ underground, là nó vẫn tồn tại trong một xã hội G7, nhưng mà nó chỉ dừng lại mức đó thôi. Nó là cái chỗ rửa dân nhập cư bất lậu, lậu á, dân nhập cư lậu á. Tại sao Mỹ nó vẫn mắt nhắm mắt mở để cho nhập cư lậu để làm chi? Để cho những có những nghề underground đó thì xã hội nó mới gọi là nó mượt được. Cái nghề underground nó giống như nhớt vậy mấy em, nó giúp cho cổ máy nó chạy trơn tru hơn. Còn không có underground máy chạy sực 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 mà chơi nhốt cách trên bao quanh mắc quá mất tiền mua.
Anh Duy nói đúng, luôn bạn em làm neo lương hơn em mấy chục lần toàn bị từ chối Reddit. Còn em lương không bằng apply nó, apply cái đó. Đương nhiên, ta nói rồi sao sai được. Nên nhiều khi á, ở cuộc sống Mỹ á, mấy em cứ coi live stream của anh, mấy em học được nhiều số cái. Tức là anh nói cái ý đó không nào nó hết ý được, nhưng mà em nhắm à má má chỗ này sao ừ có lý thiệt đúng, tôi thấy mình áp dụng thế thôi. Nó còn cuộc đời nó còn cái hậu nữa mấy em. Chứ không phải cuộc đời mình làm năm nay 30 tuổi làm 20 năm kiếm nhiêu tiền xong để dành tiền đó sống, không phải. Cái đó sống ở Việt Nam thì là được. Cái đó sống ở Việt Nam là bao đúng luôn. Nhưng mà sống bên Mỹ nó hết đúng rồi. Nên tất nhiên kiếm tiền thì mình mọi người kiếm một kiểu. Nhưng mà khi mình so sánh thì mình phải có cái nhìn nó tổng thể. Nó tổng thể. Đấy không? Cho anh Phạm bỏ neo luôn này không? Quá ghê chưa? Chú ở tiểu bang Cali đó con. Mày trả lương 50 đô một nhà. Vậy tao hỏi một nhà làm bao giờ? Một nhà làm 5 tiếng là phạm luật. Phạm lỗi lương căn bản liền. Từ cái lương căn bản nó truy ra luôn thằng khứa Mexican đó là mày legal, mày illegal nữa. Ủa illegal là gì bạn dịch giùm mẹ. Mày illegal một phát một móm nữa. Chơi kẹo chua không à, còn kia nó sướng cái mẹ luôn. Nó đi làm tới giờ nhận chớp đâu, mượn nhà thư đúng không? Rồi xe lên rồi ok đổ xăng, chạy ten. Cuộc đời vấn đề sao, tình người vấn đề sao, như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng này nó kia. Xong rồi tới nhà kia, ô có thư nè, rồi nhận thư không có nợ nhà đâu, chọi bụp vô xong ok đi. Ồ tới nhà kia, ồ đi làm luôn rồi hả, ồ chọi bụp vô xong đi rồi hết mừng thư về nghỉ. Về công ty gác đùi lên, ồ có live stream Duy Nguyễn, ở trong đó nó không cho xài YouTube đúng không, không mở ra. Gắn hai cái AirPods vô. Rồi tới 4 triệu rồi, thôi về đứa con. Nó sướng thấy mẹ luôn má ơi. À, anh cho em hỏi ở Mỹ kiếm 10k đô một tháng được gọi là khá chưa? Cái đó gọi là rich man rồi đấy em. Rich man rồi. 10k một tháng là giàu rồi hả anh? Em tưởng 20k đô chứ. 20k đô chắc ngang nào chém gió rồi. Du học sinh Mỹ làm lương 7k một tháng khổn không anh? Mày làm đỉ hả? Ô, hỏi anh hỏi nó trả lời nó vậy thôi chứ. Mẹ du học sinh Mỹ làm 7k một tháng ổn không anh? Du học sinh Mỹ em nghĩ làm 2 tháng 4k là đuối rồi. Chắc mày đi mày bỏ tiền du học xong mày qua Mỹ mày dũa quá. Không có, nó đã du sinh thời gian nó làm kiểu đó. Du học sinh tao làm bạc tham thôi. Bạc tham trong mấy tiệm lót tờ đó. Với mấy tiệm crawfish. Thì cứ tính ok 15 đô giờ. Cho mày 20 đồng luôn. Làm ngày 4 tiếng. Ngày 80. Cho ngày 100 luôn. Đúng không? Ngày 100 làm từng 5 ngày. Không có làm kiểu đó sợ nó đuổi luôn nữa chứ. Làm gì ghê vậy? Đó. Qua đi học hay qua kiếm tiền. Ừ. Mà xong rồi làm vậy mà một tuần 500 tháng 2000 rồi chứ nhiều. Ủa mấy tao hơi bị gạnh Mỹ á, tụi bay đừng có vô đây xào xạo nha. Tụi bay vô đây xào xạo tao tiễn đi hết. Du học sinh không cho đi làm luôn anh, làm được mấy việc trong trường thôi. Ừ anh ví dụ cứ cho là làm được á. Anh cứ cho là làm được luôn, hết pin hay gì em. Rồi, ở Mỹ cũng giống mình quá, anh làm cho nhà nước thì quy trình khắt khe và khó xin. Không ở bển công ty nhà nước Mỹ yếu xìu rồi ba ơi. Khó gì khó vậy. Công ty nhà nước bên Mỹ chắc có NASA. Nó bự quá rồi. Làm chui thường bị ép lương, mấy bạn gái làm neo chia 5 năm chứ không được 6-4. Thì giờ nói chung chơi chiêu này. Ơi cái vụ mà làm chui cái đó đúng không? Dạ. Chơi chiêu này thì thôi giờ đời em giờ đi học em cũng rớt 4 năm môn rồi. Giờ chỉ cho em 100 ngàn đi em im, không cho 100 ngàn em tố. Bây giờ em tố một phát chứng cứ đầy đủ nè, ok. Em đưa chứng cứ cho bạn em rồi, sau cuộc gặp ngày hôm nay em không gặp chị là bạn em tung. Đó, thì giờ chị phạt này bảo đảm là 500 tới 1 triệu. Lớn lắm chứ không phải giỡn đâu, cả quá trình rồi. Thì chị đưa em 100 đi em nghỉ làm. Xong em vô em đóng tiền nợ không? Bên kia mà dám mướn là làm chui mà. Thì bên kia tội nặng hơn, con nhỏ làm chui cùng lắm bị đuổi thôi. Ừ đuổi về nước, nhưng mà giờ nó cũng nợ môn. Nói rồi tao nợ môn quá trời, sắp bị đuổi rồi. Còn giờ không thì bà đang làm. Nhiều khi 500 ngàn đô tiền phạt đó, chuyện là bề nổi thôi, còn bề chìm tùm lưa mấy cái khác nữa. Mà đâu nhiều khi đâu phải ba mướn mình chỗ này, mướn 4-5 đứa đi, trời ơi trời, không tưởng tượng ra luôn. Phạm lỗi cả quá trình dài, chứ không phải là chuyện hiện tượng. Mà là bản chất rồi. Chơi vậy đó đem súng nó bắn thật chứ chả đùa. Ờ, sao bắn được? Em đi mà tới một tiếng hồi sau em không về là chứng cứ sẽ bị tung. Thì trước khi vô rồi báo cho gia đình đồ hay bạn bè chuẩn bị chứ. Bên Mỹ và bên Úc các bạn ráng làm các job FIFO
thu nhập rất cao nha, nhưng rất cực và khó. Cụ thể là gì mày? Người ta nhận mình làm chui thì phải xem đó là ân huệ được anh. Ờ, mày nói cũng có lý mày. Mày nói cũng có lý. Thì đó, nhưng mà tao nói mày nha. Cái thằng đó, nó về miền Tây nó cưới con nhỏ đó. Nó cưới con nhỏ đó mà đáng lẽ là 200 ngàn mà giờ gia đình thì khổ quá, than lấy 150 thôi. Xong rồi dẫn nhỏ đó qua bển ở chung, rồi sổ tiết kiệm chung này nọ các thứ. Vậy thì ai ân huệ ai? Ông mà cuối cùng con nhỏ đó nó uy hiếp thằng này. Nó uy hiếp thằng này. Ờ, mày thấy không? Tao nói là cứu vật vật trả ân mà cứu nhân nhân trả quán. Nên nói chung mà thôi, sống trên đời này đường thẳng mà làm. Còn thí dụ như muốn cứu nhỏ đó, ok, sugar baby. Thế thôi. Cùng lắm sau này có gì đó, ừ, mình ăn chơi xong hết. Đỡ dính tới cái business. Đúng không quý vị? Còn giờ tự nhiên đem đi business ra giỡn. Thí dụ ông sugar baby có ai mà tú tịch ông đuổi ông về nước không? Không có. Nhưng mà bây giờ ông chơi gian lận trong kinh doanh kinh tế chỗ này. Ai biết tò nó phán cái gì? Tò nó phán ở tù 5 năm xong ra Việt Nam hoặc là nộp 2 triệu hoặc là nộp 1 triệu xong rồi miễn truy tố, cái đầu cũng chết hết. Cái đó là Mỹ đó quý vị. Phạt 500k thốn à. Thôi mấy cái business phạt nặng lắm nhưng giỡn. Nhưng mà đụng tới mấy cái luật đó là tại vì bạn biết bạn cố tình. Nó khác. Bạn biết bạn cố tình nó khác. Luật Mỹ đã đánh cho bản chất. Còn ví dụ như giờ á, cũng trong trường hợp đó bạn vô tình. Bạn vô tình ok. Thí dụ như bạn vô tình làm sao? Là con nhỏ đó làm giấy tờ giả. Nó chứng tỏ rằng nó có đã là thường chủ nhân rồi. Là thẻ xanh riêng cạc 10 năm rồi. Xong rồi vô công ty bạn làm. Cuối cùng bullet phát ra file down thẻ mày giả là mày lừa. Là mày không phải thường chủ nhân. Thì cái trường hợp đó thằng chủ vô tội. Ở Cali DoorDash tính ra là 28 đến 32 đô một giờ. Nha mọi người. Bên Cali thì giá nhà cao quá, giá xăng cao quá thì tiền lương nó phải cao mới sống được. Chứ xăng Cali giờ 7 đồng rồi phải không? Nhà Cali giờ triệu đô rồi. Tường Vi hình như ở DoorDash ở Cali họ tính tiền tiếp trong thẻ luôn. Ở đâu chả tính tiền tiếp trong thẻ được vậy? Hồi kỳ tôi qua Mỹ tôi đi Uber tôi tiếp cho nó trong thẻ đó. Tôi nói tao tiếp cho mày 10 đô là. Đi tiền 15 đô tiếp 10 đô là. Nó chạc mình 25 đô. Thật ra thì nguyên tắc mà tiếp thì 18-19% gì đó thì nó là làm gì số lớn thôi. Còn giờ đi có 15 đô mà hôm nay mình tiếp kêu đó mà tiếp nó 2 đô. Thấy cũng tội nghiệp người ta mày, mình quên được phục vụ nó kéo vali cho mình, nó khiến đặt lên này nọ kia đồ, đâu phải cái nhiệm vụ của nó đâu. Hiểu không? Bây giờ thí dụ tôi đi Grab nè, vali tôi 1 cái, tôi 2 cái nè, giữa trời đông tuyết đổ nè. Thì thằng Grab ổ lộn Uber, thằng Uber nó chạy lại thôi tôi leo xe nó ngồi đó là đúng rồi này, nó khiêng đồ mình nữa má. Tội chứ bộ. Xong rồi lên không nói chuyện với mình, con này nó đỡ buồn. Mặc dù nó có con nghe đâu được nhiêu đâu. Đó, nhưng mà thôi kệ đi. Tiếng Anh vụ gì chứ biết là cái gì là $10 tip for you là nói là ok. $10 tip for you. Nhiều khi em đi giao cho cái nhà tận trên núi nó không tiếp luôn anh. Kệ mẹ nó, tự nhiên quan điểm của mỗi người. Tức là không bắt buộc, hiểu tùy hỷ. Mày xui rồi. À, Duy Nguyễn CEO ngạo nghễ quá. Không phải là vấn đề ngạo nghễ không ngạo nghễ, nhưng mà nó đáng bao nhiêu. Ở Việt Nam tôi cũng chơi vậy á. Nhiều khi đi taxi 200 tôi tiếp 150, 300, 400 bình thường. Nhưng cái điều kiện là phải thái độ nha. Thái độ không bố láo, tôi ngồi tôi đợi lấy từng thối luôn á. Xăng được giảm 10% tổng thu nhập mỗi tuần. Ăn chia 6-4 cũng có lý do, nhưng vấn đề nhạy cảm nên thôi. Ủa đang bạn gì mà nhạy cảm? Thằng cha này bờ lai dưới người ta, nhạy cảm bỏ. Ừ tôi khoái không á nha. À Tâm Lê vô đây nè hả. Chia 5 năm mà trả cash là chủ chịu thế giùm rồi còn gì nữa. Tính ra chủ lọ du học sinh lời, chủ lỗ du học sinh lời trong trường hợp này. Chủ phải trả tiền đúng 10%, đúng 100% tiền lương cho nhỏ này. Thì nhỏ này cái income nó cao lên, nó phải khai thuế cuối năm. Nó không, hay còn giờ trả thấp quá thì nó khai thuế nó thấp thì nó không đúng thế. Nên con nhân viên nó lời, ngược lại chủ phải kiếm tiền bỏ vô. Ô tức là chủ chỗ này nó bị thốn. Thốn hơn chỗ là tiền tao mất mà tao chứng minh không được. Nên thường thường một số này là cái gì? Nhân viên nó ép chủ thì trả tiền mặt làm chui đúng, nhưng mà con tức là cái hàng chủ nó được lợi ở cái điểm là đáng lẽ nó mướn một người mà legal thì nó phải trả 100 đô, mà nó mướn nhỏ nó illegal nó trả 70, nó lời được 30 đó. Nhưng mà tính về khoản thuế là nó lỗ. Nhưng mà trong hoàn cảnh đó, nó bắt buộc tại nhỏ này nó illegal. Sao ký contract được? À, về nhà anh Duy có qua Mỹ sống không? Bậy bạ già đi qua Mỹ chi má. Đi nhỏ xíu mới lời.
đi già lỗ chết. Đi già là gì? Là lúc đó là mình đi vô ở mình cúng cho tụi nó không à. Nên mấy bạn nào mà già đi Mỹ là hơi bị xong thanh ron á. Hiểu không? Cái đi Mỹ á là để cho mấy tuổi trẻ đi. Nó đi nó còn có lời. Già đi lỗ thấy mẹ luôn. Tự nhiên giờ tao về già, ví dụ về nhà tao đi bán thêm một cái nhà, một cái xe, cúng tiền cho nó, đóng thuế cho nó, ứ được gì khi ngồi hết. Cùng lắm được cái media care mà media care phải bỏ tiền ra mua, chứ không phải media care nó cho tao. Lỗ chết mẹ luôn. Nên mấy bạn nào á mà ở Việt Nam mà đi ở qua Mỹ rồi mà đi cổng cha mẹ theo á, cũng phải nên cân nhắc nha. Cái chỗ này có mặt được, có cái mặt lợi và có mặt hại. Lợi là gì? Ừ, gần gia đình, gần cháu này nọ, ok. Nhưng mà hại là gì? Là đi bển là cha mẹ không có hòa nhập được xã hội, buồn lắm. Ở nhà này nọ buồn hiu buồn hắt à. Nên mà buồn nó bởi vì tinh thần ức chế rồi kia thứ. Thì theo mình á thì cách là mình làm có tiền mình gửi về tiền cho cha mẹ sống Việt Nam phù hợp hơn. Đó, mình mua cái Medicare cho cha mẹ, ừ, tương đối. 38 tuổi cưới vợ Mỹ ở Việt Nam rồi qua cũng được mà bạn. Cưới vợ Mỹ ở Việt Nam nhưng qua bển quan trọng mày qua bển mày làm cái gì kìa. Chứ đi ai đi cũng được. 38 tuổi học đại học 4 năm lương hơn 100 triệu một tháng. Thôi đủ nằm mơ. Bách rau đâu học má. Nói chuyện Anthony vô nói chuyện thiệt. Anthony là tôi thiệt. Ông này ở bên Mỹ nhưng mà ông dở ẹt luôn á. Không nói chuyện ngu lắm. Tôi chỉ cái ngu cho nghe nè. Bây giờ ông nói 38 tuổi mà học đại học qua bển học đại học đúng không? Vậy khứa bên đây chưa học đại học rồi. Hoặc là khứa bên đây học đại học mà dở ẹt. Học đại học mà tiếng Anh tiếng U không có, bách rau không có, coi như là bằng không ok. Xong qua Mỹ làm lại cuộc đời. Ông theo cái chiêu của con cha này chắc có cái này nè, hơn 100 triệu một tháng. Ồ, hơn 100 triệu một tháng nữa, dễ hả ba? Còn cái chuyện đó tôi nói ông nghe, 38 tuổi Việt Nam nó giỏi, nó học đại học dữ dằn rồi đúng không? Tiếng Anh tiếng U nói như gió luôn. Ủa nó qua Mỹ nó làm luôn, mất gì học đại học? Ồ, biết hộ chiếu E3 không? Ủa lộn visa, biết visa E3 không? Cái đó lúc đó nó đi hộ chiếu E3 chứ đi gì chỉ đó. Visa chứ lộn, visa E3, eBay, E3. Non quá Anthony ơi. Nói về Mỹ mà trình độ vậy người ta cười chết mẹ luôn. Hiểu không? Mình nói về Mỹ thì mình phải cứng về Mỹ. Mà cái kiến thức của Mỹ mình phải khách quan nữa chứ không phải kiến thức xạo DOT. Đúng không quý vị? Nên cả hai hoàn cảnh phân tích là cha Trung Quốc không đúng gì hết. Cầm bằng đại học Bộ Dục Việt Nam công nhận qua Mỹ lập nghiệp để thanh niên nào khen nó anh thằng đó tào lao kệ mẹ nó. Thí dụ như bây giờ nè, cái bằng đại học ở Việt Nam ok, nhưng mà bạn phải thi qua những cái kỳ test về mặt ngôn ngữ, mặt chuyên môn thì bạn mới xin được cái E3 đó. Không phải tự nhiên cái E3 đó xin. E3 đó dành cho gì? Dành cho tinh anh đi lao động bên Mỹ ở luôn. Không rồi, mẹ gỗ gảnh Hán quá làm chuyện đó. Có đâu. Tức là cái E3 đó là nó được là sở di trú Hoa Kỳ áp dụng thành một cái luật luôn. Tức là cái luật dành cho đối tượng đi E3 đó là đầu tiên đó là phải chứng minh nó ở nước sở tại học hành đồ ưu yết đây rồi hen, ngon lành đồ, bách rau đồ, bách rau làm việc đồ dữ dội, tức là đi đó, giống như là xuất khẩu lao động Mỹ. Rồi xong á mới nộp đơn vô sở di trú Mỹ, rồi xong người ta nhận đơn đó, người ta feedback, ta trả lời kẹt này nọ. Rồi cuối cùng lá đơn được duyệt cái một phải ra số 4 là vẫn xin phép này nọ kia rồi ok đi. Đi bển đi làm thiệt chứ không phải đi bển kiểu mà đi xạo. Gì đây? Mình biết một cô gái Việt sang Mỹ không biết tiếng Anh 15 năm sau học xong bằng bác sĩ. Ồ 15 năm sau vậy đó. Thì đương nhiên một cô gái Việt sang Mỹ không biết tiếng Anh vậy. Thì ông hỏi coi những cái quá trình lúc đầu nó sang Mỹ nó làm gì. Đủ trần thân gấp dãy đó luôn nữa chứ. Còn cái chuyện ông học xong bằng bác sĩ là chuyện của ông. Ông xin được hay không nữa chứ. Nó khó chứ giỡn. À Duy đúng rồi. Cùng lắm cha mẹ phụ giúp một ít tiền rent nhà hả? Ok. Nhiều người học giỏi lắm Duy Nguyễn. Tức là ông nói giỏi tôi không phủ nhận, nhưng mà nó phải có cơ sở. Tự nhiên 38 tuổi đi qua bển mà học đại học ông ơi. Vậy thì tôi đặt vấn đề ra cái background của Việt Nam là cái gì? Tức là dạng không biết gì qua bển học đại học gì má. Nhiều khi nó chưa chắc chấp nhận cái high school nữa. Học đại học đồ. Nghe trù tượng quá hả? Ôi cãi cho ông mệt quá ông ơi. Ông bác sĩ bên Việt Nam em trong khu, em ở định qua định cư, bây giờ vũa neo thấy mẹ luôn. Chứ sao nữa? Visa E3 tòa những người học tiến sĩ tài năng, có nhiều nghiên cứu được báo cáo quốc tế mới được E3. Ừ đúng đó. Thì anh nói là E3 là cái tinh anh. Nó là xuất khẩu lao động Mỹ là tinh anh, một trong những chính sách mà Mỹ nó thu hút nhân tài của thế giới.
Còn không á thì ông phải có đô la thần trưởng vậy thôi. Một, ông muốn qua Mỹ mà đi đường chính đạo đó nha. Một, phải có cái đầu, hai, phải có cái túi bự một chút. Ông không có cái đầu á thì ok, ông đem túi bự qua đi. Mấy thằng cha nội này đi đường gì không à. Đi đường tà không à, chơi Minh giáo không à. Tưởng ai cũng là Trương Du Kỵ. 15 năm sau được làm bác sĩ. Phần còn lại là đi học để trả nợ tiền học. Đi làm chứ. Nhưng mà vấn đề nó tốt nghiệp bác sĩ đó ra chưa chắc nó làm được, nó chứ đừng có đùa. Nhiều khi nó ngồi nó hành lặn hụp nó gồng gánh thì nó ra được cái bằng thôi. Chứ còn hòa nhập môi trường này nọ, tiếng Anh mà của ngành y không phải chuyện đơn giản đâu ông nội ơi. Tiếng Anh ngành y nó chua chết chá. Tường Vi bạn có tư duy thấp, đâu vụ gì. Thôi đi ông Anthony 18 tuổi qua 180 giờ để bằng neo ngồi giữa cũng được mang up luôn. Thì đó là quan điểm của Anthony thôi chứ. Còn ông nói qua đó đi học đại học xong làm bác sĩ, tôi nghe thấy nó mông lung như trò đùa. Còn thằng này nói câu chuyện thực tế hơn. Mình định làm một thời gian mở food truck đi bán thôi. Từ neo qua bán hàng rong hả? Mày bán từ neo luôn cái gì? Sợ nghề mà tao lại gì nữa. Tối ngày mấy cái xe food truck chạy vòng tiệm neo bóng bún riêu. Quốc tịch Mỹ Úc nào dễ hơn anh? Úc. Qua bên Úc làm farm vô quốc tịch cái một. Úc đang ưu tiên nông nghiệp mấy em. Tưởng EB3 không phải I3 ba ơi. I3, hộ chiếu I3, visa I3 Mỹ. Tiết lộ cách đậu visa I3 Mỹ, đừng chủ quan. Đó, quá ghê chưa. Bạn sẽ được mang đến tất cả các tài liệu in dưới đây tới cuộc hẹn gặp lãnh sứ quán. Có gì ghê vậy? Trường hợp không bằng cấp tương đương nhưng có kinh nghiệm. Con này thấy nó dạng vậy đó. Nên mạng tìm hiểu đi mấy ba. Sao em thấy em, sao có mấy người túi bự như em đi bằng đường tà? Cái túi bự phải là 5-6 triệu đô. Còn cái túi bự của mày có mười mấy 20 tỷ bự gì? Đúng không em? Nó túi mày túi dừa thôi. Thầy trưởng khoa lúc trước học ở Harvard, năm 38 tuổi lập khoa, ồ dữ rồi. H1B visa tinh anh, EB5 visa nhà giàu. Thì anh nói với mày đó, một là cái túi thiệt bự, hai là cái đầu thiệt khôn. Giảm bớt cảnh sát đó hả? Thôi, giảm chi má nghề, người ta ăn như đó, người ta đâu có thâm hụt ngân sách đâu mấy ông, giảm, tôi bỏ phiếu chống. Quan điểm của tôi cảnh sát càng đông càng yên tâm ông ơi. Đi chạy trên highway thấy cái xe cảnh sát cũng đỡ sợ nữa. Duy Nguyễn sang Mỹ vô đại học Community College học tiếng Anh 2 năm rồi lên đại học 4 năm, đồ mới học 2 năm lên học đại học luôn, dễ ăn như của ngoại của ta. Hay hơn theo bất cứ ngành mình thích, Duy Nguyễn cho con sang học gì mà không được. Gì? Duy Nguyễn còn sang tri học gì mà không được. Tự nhiên qua Mỹ 2 năm, vô college học tiếng Anh 2 năm, xong rồi lên học đại học 4 năm, đồ này nọ. Cha này mê học dữ, ông có đi học không ông? Hồi giờ hỏi cuộc đời ông có đi học không? Mà thấy ông chuyển đường thơm vậy. Tụi dân chủ đòi giảm bớt chi tiêu cho cảnh sát đó anh. Thôi kệ bà đi, mệt quá. Anh thấy cảnh sát đông đông lên vui mà. Chi tiêu cảnh sát còn nhiều đâu má. Má đi chi tiêu quýnh lộn nhiều tiền hơn má không giảm. Cắt giảm lương cảnh sát đó anh. Má vậy ha. Dùng chữ defund hả? Má chữ defund anh dịch xói tráng luôn đó. Còn sáng trí hả? Thôi học làm khí khô gì, tôi dân kinh doanh thì tôi đi làm business chứ tôi rảnh háng quá tôi đi học. Ồ đi học xong rồi cầm bằng xin việc đi xin, ồ không dán được. Ông Minh là cuộc đời tôi tối đen vậy. Ủa mà mắt khỉ khô vậy bả, ở đây đang làm game ngon không? Ở đây có 4 phòng game túc tắc qua ngày sống được rồi. Income của tôi cũng hơn tụi ông mà. Vậy được rồi ông ơi, ông tưởng đâu ông binh đường ai, binh đường tôi luôn hả? Bây giờ tôi nói ông binh đường tôi ok. Cho dù tôi bảo tôi làm bác sĩ luôn. Còn 5 income 200 ngàn, rồi đâu 200 ngàn đóng thế, 50 đi còn 150, 3 tỷ mấy, 4 tỷ gì đúng không? Mà tôi thấy cái con đường là gì, vô college 2 năm học tiếng Anh đồ này nọ, xong học đại học 4 năm đồ này nọ, mẹ học cũng tiền nhưng phải không tốn đâu má. Rồi xong rồi rốt cuộc tôi đi làm tôi tỏ tiền hả? Không, Mỹ con để cho mấy con kia đi. Tự nhiên tôi đang cuộc đời tôi đang vậy, tôi bay chơi, tôi bay vẽ lại cuộc đời của anh vậy không có được. Community college là dành cho mọi người đi từ zero lên. Ủa nó làm sao không em? Thí dụ như mấy mốt anh giả bộ đi du lịch với bọn anh hỏi vô ghé anh học chơi được không em? Anh chưa hiểu cụm từ community college là cái gì. Tại vì tụi mày đi quá sâu với cái cuộc sống Mỹ rồi. Ê, ủa vậy thì vô cái trường này có đường binh khác mấy em. Vậy thì mới qua Mỹ đừng học cái trường này 2 năm để học tiếng Anh đúng không? Học cái trường này 2 năm để học tiếng Anh, ủa xong rồi có tiếng Anh xong đi làm cò đất.
khỏi học cái kia, là đại học cao đẳng, là đại học cộng đồng, cao đẳng cộng đồng, nhưng mà cụ thể cao đẳng cộng đồng là cái gì em? Vô đó ai học cũng được hả? Không cần bằng cấp gì vô đó học luôn hả? Hay sao? Vô đó học 2 năm xong ra làm cò đất được à? Vài bữa học thử là biết anh. Học thử nó bắt tao bển luôn sao? Mỹ Trắng nó biết tiếng Anh mẹ hết rồi, nó vô đó học chi má? Đúng rồi anh Di, Việt Nam vào đó học ESL nhiều lắm hả? Ai học cũng được anh, rồi transfer lên đại học cũng được. Ê vui vậy mày? Anh đồ vui nha. Cái này có lý à. Mốt con bển trải nghiệm mấy em. Ê mà học thời gian lâu không mấy em? Học ở đó rẻ hả? Ôi tiền nông vấn đề gì, vui là chính. Vô đó nó lấy test toán và tiếng Anh rồi xếp lớp cho mình. Nếu muốn học lấy bằng hay học lên đại học cũng được. Em có học trường đó. Vậy hả? Ê trường đó có nào già già học không em? Cái này vui nha, cái này học trải nghiệm mấy em. Nó như khóa học bình thường thôi Duy, anh Duy hả? Nhưng mà cái khóa nó lâu không? Mà học rồi kể nghe chơi ơi. Ê thấy vụ điều vui vui nha mấy em, anh thấy funny rồi đó. Không, nhưng mà tôi vẫn quan điểm của tôi, ông binh tôi con đường đó tôi không chịu. Nhưng mà thí dụ như gọi là để trải nghiệm, để cho biết giáo dục của Mỹ Đế nó ra làm sao, chơi vui vui thôi. Thí dụ như tụi nhỏ đó, thì nó đi du học không nói đúng không? Mình già xuống lỗ rồi, ở đó kiếm bà bầu cái đồ ông bậy. Nhưng kia nó nói là có phụ nữ mang bầu, nhưng mà chắc cũng phải có cái này cái kia đúng không? Giờ đó tao lái hai cửa đi học. Trời ơi, ẩm mềm. Giờ đó lái hai cửa đi học. Xong rồi vô trong mấy bàn và giao tiếp ra đàm thoại tiếng Anh, nó hỏi quá chóp đồ ha. Gọi là gì? Honor, đúng không? For building. Họ nói building nó không sợ. For gì ta? Healthy club hả? Hay là nói dùng từ gì ta? Không có để sành chung chung quá biết làm gì mệt. Ủa 2 năm CC lên đại học 2 năm tiếp thôi mà cha Anthony. 2 năm đầu ở đại học giá mắc nên nhiều Mỹ Trắng vô đại học trước 2 năm cho rẻ, sau đó chuyển lên đại học. Du học sinh cũng xài chiêu này. Vậy hả? Mà nó nghe vui vui mày. Tao nhớ câu học nữa học mãi. Không, mình vô đó mình có mục đích với bạn. Vô đó ra học làm cò đất. Trời ơi ngon luôn, real estate đồ. Vô lái mẹt hai cửa ha, được. Đi học lái két két. Vô bậc kinh lái mẹt hai cửa két két. Xong mặc áo ba lỗ, cơ bắp chuột bạc bạc cho nó đúng. Mở hài chết bỏ luôn. Bạn học lớp 2 năm mà sau đó transfer được học 2 năm nữa là có AA degree rồi. Học đại học 2 năm nữa hả? Ồ, xong rồi khoe cái gì? Bằng đại học Mỹ Đế. Có lý mà. Này vui ha, funny ha các bạn ha. Gì? Mỹ riêu theo cả nùi luôn á. Ôm bà Mỹ riêu đó cho nó học luôn hả? Không, nhưng mà ví dụ như anh học, anh muốn học ngành công nghệ sinh học. Mang bình đường cho anh đi. Mà học công nghệ sinh học. Để làm chi? Đúng không? Để là lai tạo gen giống giết. Làm gì? Làm nông nghiệp organic. Mới qua em cũng học community college rồi transfer lên. Ủa vậy tiếng Anh của em lúc mới học trường đó nó làm sao em? Tức là cái khả năng ngoại ngữ của em mới học trường đó là nó như thế nào? Rồi xong em học trường đó. Cái gì Mỹ riêu nhà nghèo vô đó thôi. Không, anh có tiền là nó không khe tiền. Anh vô đó là vì đam mê, nó không khe tiền. Anh không có khe tiền đâu. Đù xong đó lên nói gì nghiêm chúa đi du học rồi hài vãi. Cái gì? Ừ, thằng khứa nghiêm chúa nó đi du học rồi hả? Cái gì nó già khú rồi đi du học. Nó bỏ công ty rồi, nó bỏ VT rồi đi du học. Ê đục ở San Jose vậy á? Mày chỗ ghê quá mày. Đi vô đó đeo khẩu trang không? Mới qua tiếng Anh không giỏi lắm. Học đó dễ hơn. IELTS 6.5. IELTS 6.5 hả? Là dữ không? Tao không thi môn này tao không biết mày. Ủa mà IELTS 6.5 khá rồi. Của thằng kia nó không biết tiếng Anh là sao nó học má. Mày IELTS 6.5 mày giỏi quá, cỡ tao học được không? Mày thấy tiếng Anh gian lắc nhanh thì học được không mấy em? Đó, lên mạng live stream gặp mấy người này vui mày. Đâu rồi hỏi anh cha nội Anthony đâu rồi? Anthony ơi! Anthony! Ê tiếng Anh gian lắc như tôi giờ học nổi không không? Còn mấy du học sinh thôi miễn bàn. Đâu, không biết tiếng Anh thì có mấy lớp tiếng Anh khác. Không vô được chương trình chính. Học chừng nào pass hết rồi mới được vô. Đủ, ví dụ như qua bánh vô học rồi thằng cháu tao đâu vô học rồi nó chửi tao ngu, chắc tao phun máu tao chết. Trời ơi luôn thiệt á. Thiệt luôn chứ bộ. Ê chơi kỹ mày, chơi kèo là giống kèo dìm hàng. Mày dụ tao ham vui, đúng không? Mày tật anh ham vui nhí nhố. Mày vô đăng ký chơi đây chi cô gái thôi.
Xong cái thằng cháu ở nhà rồi, nó học trường ngon, có thằng chú đâu rồi? Ủa thằng chú, ê cháu học gì hết cháu? Nó cười chết rồi. Anh Duy kêu reading với kêu writing rồi mà học chú đọc tài liệu làm bài thôi, anh Mỹ Trắng nhiều đứa drama ngu lắm. Nhưng mà vấn đề ở đây là cũng phải đàm thoại giáo viên giảng bài phải hiểu mày. Ông nó giỡn hoài, đúng không? Cái listening của anh không có tốt. Dẫn tới cái chuyện gọi là cái chuyện speaking nó cũng gian lắc lắm. Ghim chúa về Mỹ học tiếng Anh sẽ nói như gió. Du học sinh 10k một năm hả? IELTS 6.5 qua nghe giảng bị ngợp mấy cha ơi. Má cuộc đời không tập tạ ăn đi học chắc cười chết mẹ luôn ta. Mà xong tự nhiên tụi mày nói tụi mày tao phải làm phân dân mày. Tao cũng ham vui thiệt chứ bộ. Tự nhiên mình trải vào cả sự học của Việt Nam ha. Xong bây giờ tự nhiên cái mày tụi bay mở cho tao hướng đi vô trường Mỹ cô gái. Tao nghe cũng mắc cười á, mà điều kiện anh như chưa xăng. Tụi tao đi poker hai cửa, tao nói thiệt mày bển chơi xe gì cũng chơi hết á. Đi con xe sang hai cửa thôi, body kiểu này nè. Body kiểu này nè, sáp chưa? Mấy em thấy sáp không? Sáp liền nữa không? Đó, đó. Xong học lớp bắn súng nữa hen, mua cây cái gì AR-16 đồ. Ủa, phải không? Con cây AR-16 đồ. Má trẻ trâu nó lùa về rồi mấy em. Tao nói già thời, già tóc, già tai, già răng, già lợi, nhưng mà đồ chơi không có già. Công ty mình làm bằng trẻ toàn eo, thôi ông eo mà giữ quá miễn bàn đi mày. Giáo viên em có giảng gì đâu anh, về đọc tài liệu, không hiểu thì hỏi chứ ít khi nó giảng như Việt Nam lắm. Nếu mà thi vậy tao đậu chắc. Nhưng mà vậy thì đừng cái gì, anh cần cái kêu chém gió má. Má cần cái kêu chém gió anh đi làm cò đất mà tự nhiên nó không vô không dạy kêu chém gió nó chạy toàn là ở đó không ai. Thì anh học cũng có được cái gì đâu. Giờ mình ở đây ở Việt Nam mình có business rồi đúng không? Mình bển mình kiếm gì đó bự bựa. Không cái gì đó bự bựa ấy ui. Vô kiếm là thanh xuân nha, ê vô bữa đó tao vô đó tao rủ tao đi chơi. Hàng vui ha. Tao về tao làm bài, tao mở lên chim lên, mấy em vô làm bài với thầy đâu. Trường community gái nghèo nhiều lắm anh đi mẹt hai cửa là quá bảnh luôn. Việt ê trường đó ban nào cũng có hay sao mấy em? Không, tao không tính rồi đó. Tại vì mấy vụ như tao nghi là mấy nhỏ cháu anh nó đi du học, hiểu không? Mà nó đi du học vậy thì thời gian tao phải đi mua nhà cho nó. Tao mua nhà cho nó, tao phải gọi là ở với nó khoảng tháng, 2 tháng để nó hòa nhập cuộc sống Mỹ, nó biết nhà cửa này nọ kia thứ. Ủa mới xong rồi tự nhiên nhà buồn biết làm gì mày, tập tạ xong về hả? Giờ có thì cũng vui bộ. Ừ tao vô tao học thôi, tao thi không chuyện của tao. Đúng chưa? Tao xong tao thi giờ nó cứng rồi, tao về Việt Nam, tao về Việt Nam xong bữa sau tao qua học nữa. Thi không chuyện của tao. Ê cái này giải trí này, cái này có giá trị thương mại về mặt giải trí. Tiếng Anh số 0 thì vô Don Bosco học miễn phí các lớp luôn. Toán các kiểu cũng miễn phí. Mà mày nghĩ là tiếng Anh của tao rồi đâu phải số 0, nó mấy số mấy vậy số 0 được. Cháu của anh lớp mấy rồi, trường đại học Mỹ, ui đại học xa xăm. Cháu tao hả? Nhiều đứa lắm, hỏi đứa nào? Đứa lớn nhất học lớp 4 á. Năm nay lên lớp 5 nè, chuẩn bị thi checkpoint. Quận nào cũng có mấy cái luôn anh, thôi không không. Anh học là anh học cái trường nó phải nằm ở chỗ được chút nha mày, vô vô mấy chỗ heo hẻo đồ ghê lắm. Không thiệt mà. Ô má ơi má giỡn hoài má thuốc. Rồi mấy thằng đại học ở nào bên Mỹ có thù với anh Duy, canh cổng chạy ngang khịa ông cái, thời cơ chín mùi nữa rủ thêm sơn tây nữa thì ô đồ điên mấy thằng đó không lành có. Khùng dừa thôi đứa mẹ qua bển đó. Tự nhiên mày ổng đang yên đang làm chọc tới tao xong bị đuổi Việt Nam như ngu không? Không thể chứ bộ. Thí dụ như các bạn nói chuyện kiểu đó là nhiều khi các bạn ở Việt Nam thôi. Chứ các bạn tự nhiên đi qua xứ người đã đời rồi các bạn đang làm công dân của người ta đi kiếm chuyện. Kiếm chuyện cái đó không giải quyết được gì trơn hết á. Rồi xong dính vô pháp luật này nọ kia thứ cũng xui gặp ông tổng thống là cứng như một trâu cũng tiễn cái về nước luôn, nó hối hận khóc nước mắt chăn cơm ăn. Realtor bán nhà cửa business bên này cũng nhiều thằng neo đó anh. Để mình quay video cho Duy Nguyễn coi trường rất đẹp. Ok. Vậy cháu anh đợi ít nhất cũng 10 năm mới qua bên Mỹ học đại học hơi lâu. Thì mày nói rồi mà có ông tóc bạc chứ có bà bầu. Thì 10 năm nữa đi. 10 năm gì học ngu mày, học có 12 năm thôi, cùng lắm 7-8 năm nữa thôi. 7-8 năm nữa anh bốn mấy học được không? Học chơi cho vui mà. Chứ làm ăn gì tầm này nữa không lẽ nghĩ tôi cầm bằng CV xin việc má.
Ví dụ lúc đó thì game ở Việt Nam anh được làm này nọ cũng ngon mà. Anh học 2 tháng anh về, anh ở 1 năm 2 tháng về đồ dạng vậy thôi. Ví dụ học khóa đó đúng không, đâu có giới hạn đúng không. Tôi học xong cái khóa đó trong vòng 3 tháng, ok xong tôi về năm sau tôi qua học khóa tiếp theo. Tức là tôi đi học là tôi làm gì, tôi đi có mục đích khác. Nó không giống như các bạn đi học để kiếm cơm. Nhiều khi tôi học đấy tôi biết chém gió, tôi livestream tôi kiếm tiền được không, mở kênh YouTube mới, cuộc sống Mỹ đồ. Má cuộc sống Mỹ gì, cuộc sống Mỹ già gặm cỏ non, nhưng mà sốc. Nói chung những chỗ nhạy cảm thì mình nên tránh tốt hơn, đó là quan điểm của mình thôi. Di Nguyễn. Ủa, vậy thì tôi hỏi ông đi học là chỗ nhạy cảm hay chỗ không nhạy cảm? Mấy ông ở Mỹ mà ông tư vấn tôi đi học là ông nó nhạy cảm không? Điểm mạnh của cao đẳng cộng đồng ở Mỹ là một năm anh được đổi ngành tới mấy lần lận không như đại học. Đổi miễn sao tới 2 năm là chốt ngành thôi. Mày học rồi sao mày gành vậy? Anh vô đó gặp du học sinh Việt Nam đầy, nó bu theo anh luôn. Anh Duy có ông bày đệ luôn cười. Ủa mà tự nhiên du học sinh đâu trong đó má? Du học sinh học trường ngoài chứ học trong đó chi trời. Ê, ổ vô đó chắc rít kích cũng nhiều. Người ta đi qua Mỹ làm nail, anh qua bao gái Mỹ đi làm nail. Gì đâu bình thường. Tính ra du học Mỹ là cán cân cân bằng thương mại Việt Mỹ, Việt Nam rồi tôi học dùng. Ok. Du học sinh đầy trong đó luôn anh Duy. Vậy hả? Du học sinh đầy trong đó luôn hả? Căng cho ba. Cái gì? Ông Trùm tổ chức súng Hoa Kỳ hồi xưa phát biểu. The only thing can stop bad guy with a gun is a good guy with a gun. Từ từ. Không có gì có thể cản một... Có một thứ có thể cản cái thằng cầm súng bằng hay cái thằng cầm súng mất dạy đó là thằng cầm súng có đạo đức. Rồi dịch về cho lẹ đúng không quý vị? Câu đúng chính xác luôn á. Ê, ông nói có lý mày. Bây giờ á là cái cách tốt nhất á để kiềm chế một thằng cầm súng á mất dạy là một thằng cầm súng có học. Thì giờ thằng cầm súng mất dạy đem vô trường xả súng thì cái giáo viên lấy súng cho em nó sao ổng huệ. Khó bàn cãi. Đúng không? Lúc đó thì thứ nhất á là mấy thằng xả súng nó sợ nó ngắm vô. Mày thấy có ai vô mua lít xả súng không mày? Rõ ràng đúng không? Và thứ hai nữa thì nó sẽ không dẫn tới cái việc mà bị đai hàng loạt. Nên từ đó bây giờ bên Mỹ người ta chuẩn bị đưa ra cái đạo luật là cho tất cả giáo viên trang bị súng, học kỹ năng đồ ném đồ đạn rồi luôn. Nhưng mà anh theo anh nha, mặc dù anh không phải là người Mỹ nhưng mà theo anh hiến kế đi thì cái vụ đó mình nên là đào tạo luôn cho mấy lớp trưởng nữa, rồi đội sao đỏ nữa. Ủa đông đông lên là bảo lãm không nào dám vô luôn. Bây giờ sao đỏ lớp trưởng còn nhỏ quá sao nó được cầm thầy. Ví dụ như từ trường em, ví dụ trường cấp 3 đi thì mấy người đó nữa. Rồi nhỏ xíu thì bảo vệ security. Nào dám xả súng chạy vô lăng tan nó bắn chết. Thì chú bộ, cái câu đó nghe là vô lý nhưng mà nó cũng có lý mấy em. Chứ giờ súng đạn bên đường nào cũng giờ. Cấm mà không thì không thể nào cấm được á. Chỉ có một cách và sửa luật. Thứ nhất là nào nóng tánh quá không bán hay gì đó dạng vậy. Còn ví dụ như trường nào đủ 37 tuổi Duy Nguyễn thì mới bán súng. Mới còn nhỏ hơn đừng bán. Từ đó là không có 18 nào cầm súng bắn hết đó. Em bảo đảm em không dám cho con em học trường đó luôn. Tụi nó không buồn xả súng con em sao. Không, thật ra thì tất nhiên mọi người thì có cái quyền chọn lựa. Nhưng mà em nên nghĩ một khía cạnh khác. Tức là cái khía cạnh em nghĩ thì cũng không có sai. Ok em đồng ý approve đóng dấu cọc xong. Nhưng mà khía cạnh khác mà thấy ai mua lít xả súng không. Nên cái câu đó nó cũng không hoàn toàn vô lý đâu. Tại sao bọn nó dám chạy vô trường xả súng? Nó biết trường là thế cô. Toàn lặn nít không à. Ủa, tao đây tao test gun. Nhưng mà giờ nít thằng nào nó biết bắn mày dám test không? Nó làm vậy. Tình hình khá là đau đầu của Mỹ. Nhưng mà lúc đó đặt ra trường hợp súng đó thì sẽ ai chi phí để trang bị cho giáo viên và... Nhà trường trang bị, ai trang bị mày? Tại sao dân Mỹ có thể quy tình rớt với tổng thống mà vụ súng cho dù bao nhiêu người tình chăng nữa nó vẫn y cũ, đâu có đại diện hết dân Mỹ. Những thằng nó ghét súng người tình thôi, những người ta ôm súng tao đâu biết tình đâu. Anh Duy cho em hỏi, anh từng nói Mông Cổ, Ottoman không phải đế chế văn minh, còn Hy Lạp là La Mã đế chế văn minh, nghĩa là sao ạ? Theo em hiểu thì Hy Lạp là La Mã hậu thế để là những hình tụ văn học trên Ottoman. Tư tưởng như mà tôi... Ok, đơn giản thôi. Bây giờ anh thấy Trung Quốc văn minh không? Mà Ấn Độ, ôi xin lỗi, Mông Cổ với Trung Quốc, thằng nào nhồi sọ thằng nào? Rõ ràng, trong cái thời nguyên là Mông Cổ đi chiếm Trung Quốc, cai trị Trung Quốc. Mà bạn có thấy đám cưới trong cái thời đó theo phong tục của ai? Ai nhồi sọ ai? Ngay cả về chữ viết, về này về kia, quản lý sọ đất nước, tất cả đều thua hết. Tây Liêu láng hạ gì cũng vậy thôi.
nhà Liêu đi cà khịa nhà Tống hoài, quốc nhà Tống đồ này nọ kia, nhưng mà phải thừa nhận văn hóa mà nhà Tống vẫn qua học văn hóa nhà Tống hết. Người ta nói là phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Vậy thì bây giờ em nhìn coi Hy Lạp ngày xưa đó, nó đã tan vỡ, đã sụm bà chè rồi đúng không? Nhưng mà Hy Lạp bây giờ đâu phải là cái nước Hy Lạp mới là Hy Lạp. Đâu cả cái châu Âu kìa. Dành thành cái bên Mỹ nó cũng yếu tố Hy Lạp nữa. Nó cái hậu thế của họ nó vươn tới ngày hôm nay, La Mã cũng vậy. Còn những cái điều em viện dẫn ra cũng đúng, nhưng mà cái vấn đề văn minh ở đây anh nói đó không phải là những cái thành tựu học kỹ thuật không, mà là cái xã hội nó văn minh. Nó ra những cái bộ luật này nọ kia, nó giải phóng sức người, phải không? Chứ còn giờ giống như Ả Rập Xê Út, xong rồi ông hên lụm nằm trên túi dầu, ông Mỹ hôm qua ông ngồi ông đàm phán. Ông đàm phán rồi sao ông nhắc lại cái vụ nhà báo này nọ kia, ông kia đập bàn cái đùng, ông nói nhà báo nó cút. Tức là ý của Ả Rập nói chuyện tao làm kệ mẹ tao, mày cấm bàn. Rồi xong luôn. Mà trong khi nhà báo đi qua giết người ta. Đó. Mà ông Mỹ cũng đang phải nhịn mà, tức chứ. Tại vì vấn đề qua vụ kia bơm dầu. Mà bây giờ nó nắm dầu nhiều quá mà nó đập bạn đụng đuổi mình nữa. Mà cũng khổ cho Mỹ nó đi bá phương. Chứ nó đâu có chết gì dầu đâu nó lo. Vô đụng đùng nhắc tới vụ này biến. Cứng không? Theo các bạn thì bạn sẽ ồ cứng, ủi thái tử ơi mạnh men quá, hoàng tử idol quá. Nhưng mà ở một góc nhìn của tôi đó là gì? Imply. Tới lúc móc hết thì Mỹ nói chuyện kiểu khác thôi. Thì đó, cái vấn đề đó là gì? Đây là cái sự văn minh. Chứ anh không có nói chuyện Mỹ miết gì đây chân trời đó. Ottoman ngày xưa nữa, cũng đế quốc này nọ, đi quýnh lộn bắn súng đùng đùng đó. Thì bây giờ hậu vệ Ottoman là Thổ Nhĩ Kỳ đó các bạn. Rồi xong rồi bảo hỏng vụ gì quên ta, Thổ Nhĩ Kỳ như mới đập bạn đùng với Mỹ vụ gì nữa nè quên rồi. À nhớ rồi, vụ gì? À Nga. Nga hình như mới ra chính sách gì á. Mới ra chính sách gì kinh tế với Thổ Nhĩ Kỳ và Venezuela. Cái gì thanh toán chung hay gì đó. Quá chơi cái chơi cái tựa sốc không các bạn. Nhưng mà bạn giờ bạn coi kinh tế Venezuela là cái gì. Mà mở mặt thêm Thổ Nhĩ Kỳ giờ lạm phát nhiêu. Lạm phát trước chiến tranh luôn, trước cái vụ mà Ukraine luôn. Mà thổ nó điên lắm, có lúc nó bắn chết đại sứ Nga luôn. Bắn chiến đấu với Nga luôn, mà Nga đâu có làm gì nó đâu. Không lẽ chuyện nhỏ đi kéo quân đi quýnh người ta má. Lớn lớn chút xíu coi.